cách đơn giản nhất để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, giữ tay sạch sẽ là một trong những bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện để tránh bị bệnh và lây lan mầm bệnh cho người khác. Nhiều bệnh và tình trạng lây lan do không rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Nhiều người không biết rằng vi khuẩn có thể sống trên các bề mặt trơ bất cứ nơi nào trong thời gian từ vài phút đến vài tháng. Các vi khuẩn gây bệnh sống trên bàn phím, máy tính, các nắm khóa cửa ra vào, nhà vệ sinh, thậm chí cánh tủ lạnh. Bên cạnh đó, phân chất thải từ người hoặc động vật là nguồn sống cho vi trùng như Salmonella, E. coli, Norovirus, gây tiêu chảy và có thể lây lan một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như Adenovirus và bệnh tay chân miệng. Những loại vi trùng này có thể dính vào tay sau khi mọi người đi vệ sinh hoặc thay tã, nhưng cũng có thể theo cách ít rõ ràng hơn, chẳng hạn sau khi xử lý thịt sống có dính một lượng phân động vật vô hình. Rửa tay bằng xà phòng loại bỏ vi trùng khỏi tay, điều này giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vì mọi người thường chạm vào mắt, mũi và miệng mà không hề nhận ra, vi trùng có thể xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi và miệng khiến chúng ta bị bệnh. Vi trùng từ bàn tay chưa rửa sạch có thể xâm nhập vào thức ăn và đồ uống trong khi mọi người chuẩn bị hoặc tiêu thụ chúng. Vi trùng từ bàn tay chưa rửa sạch có thể truyền sang đồ vật khác như là tay vịn, mặt bàn hoặc đồ chơi rồi truyền sang tay người khác. Do đó, loại bỏ vi trùng thông thường qua rửa tay giúp ngăn ngừa tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp, thậm chí có thể ngăn ngừa nhiễm trùng da và mắt. Hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước. Đây là cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm bệnh. CDC khuyến nghị 5 bước sau mỗi khi bạn rửa tay. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước sạch, ấm hoặc lạnh và thoa xà phòng. Bước 2. Tạo bọt xà phòng cho tay, xoa mu bàn tay giữa các ngón tay và dưới kẽ móng. Bước 3. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Bạn có thể hát bài chúc mừng sinh nhật từ đầu đến cuối 2 lần. Bước 4. Rửa sạch tay dưới vòi nước sạch. Bước 5. Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc khăn khô tay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.